Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Easo Đắk Lắk bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị có liên quan đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk sớm điều tra tìm ra thủ phạm gây án. Trước đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Easo đã có báo cáo nhanh vụ việc ông Nguyễn Kim Anh, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Kiểm lâm số 2 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Easo bị bắn tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng. Theo nhận định ban đầu, vào lúc 5 giờ ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Kim Anh đi kiểm tra khu vực rừng do Trạm Kiểm lâm số 2 quản lý, bảo vệ thuộc thôn Giang Đông, xã Ia Gia, huyện Krông Năng. Đến 8 giờ cùng ngày, không thấy ông Nguyễn Kim Anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Nguyễn Kim Anh tử vong tại dãy ngô của người dân. Và theo ghi nhận ban đầu, ông Nguyễn Kim Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải, có 14 vết đạn trên người.